Hiện tại, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Điều này khiến cho lực lượng tuyến đầu phải căng mình làm việc, họ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm và vất vả. Minh chứng rõ nhất là câu chuyện của nam thanh niên tình nguyện dưới đây. Trước tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế tại các điểm nóng của Hồ Chí Minh, anh HP, 31 tuổi Quảng Ngãi, lập tức đăng ký vào Hồ Chí Minh làm tình nguyện viên. Theo thông tin đăng tải, lần đầu vào, công việc của anh là trực chốt phong tỏa tại một con hẻm tại phường 1, quận 3. Sau một thời gian, anh tham gia điều phối lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Thủ Đức, vận chuyển hàng hóa tại quận Bình Thạnh, hỗ trợ bếp ăn tại quận Gò Vấp, và gần đây nhất là làm trưởng nhóm điều phối vaccine tại quận 3. Anh nói công việc không quá vất vả và nhiều, tuy nhiên thì anh cùng người dân phải sát khuẩn, khai báo y tế liên tục nên phải đứng ngoài nắng cả ngày. Với công việc mặc đồ bảo hộ kín mít như thế này thì bàn tay luôn trong tình trạng nhăn nheo vì thấm nước, lớp da phồng rộp, thậm chí còn nổi mụn nước khi cọ sát dễ bị chảy máu và theo đường nước. Ngoài ra thì các nhân viên y tế trong nhóm của anh còn làm việc công tác dọn vệ sinh, phân loại các loại rác thải sau mỗi ngày làm việc. Nhiều người trong nhóm còn bị tê gót chân, chuột rút vì phải đứng quá lâu hoặc đi lại rất nhiều. Có thể thấy thường xuyên làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, không chỉ sức khỏe mà thể chất tinh thần của các lực lượng tuyến đầu cũng bị ảnh hưởng. Thế nhưng cho dù khó khăn như thế nào thì cũng sẽ không cản bước được họ.